Dạ em chào anh ạ, không biết là em có thể giúp gì cho mình ạ? Chào bạn, thì tại nhà mình ấy đang dùng máy lớp của tháng 2 ấy. À vâng vâng khoảng 3-4 năm rồi. Vâng. Thì tại mình đang muốn nâng cấp lên ấy. Dạ vâng. Cái dòng mình thấy bên trang của mình ấy. Vâng. Thế bạn cũng quảng cáo một cái dòng khả năng mấy Ecotas 6 ấy. Vâng ạ. Bạn hỗ trợ mình được. Vâng, thì em sẽ tư vấn cho anh luôn là đây là dòng máy Ecotas 6 của bên em. Đây là dòng máy lọc nước ion canxi thế hệ mới nhất của Geyser Nga. Thì đây là dòng sử dụng công nghệ đo lọc liên hoàn Ionetic, giữ lại canxi khoáng chất, nước sau lọc thì có thể uống trực tiếp mà không cần đun anh ạ. Vâng, thì là không biết anh có cần có thắc mắc gì không để em sẽ tư vấn cho mình luôn ạ. Mình đang tham khảo dòng giá khoảng từ 5-6 triệu. Vâng, thì thế là dòng máy rất là phù hợp với mình rồi, có giá là 5.990.000. Khi lắp đặt thì mình sẽ được tặng một cột lọc thô trước máy trị giá là 500.000. Vâng ạ. Thì rất là em thấy dòng giá tầm giá này rất là phù hợp với cả cái nhu cầu mong muốn của anh rồi ạ. Vâng. Nếu mà mình lắp ấy thì bảo hành như nào ạ? À, dòng máy này có thời gian bảo hành là 3 năm anh ạ. Khi lắp đặt thì là 1 năm thì bên em sẽ định kỳ gọi thay lõi và bảo trì cho mình thay lõi một lần. Lõi thì có giá là bộ lõi 3 lõi này thì sẽ có giá là 1.950.000 anh ạ. Mình hiện tại nhà mình đang có người già và một trẻ nhỏ ấy, thì cũng biết sử dụng được không? À, thế thì rất là tốt đấy ạ, tại vì đây là dòng máy tạo ion canxi rất là tốt, sau lọc nó hơn hẳn cái dòng Ecotas 2 mà anh đang dùng luôn đấy ạ. Nên là mà trẻ nhỏ và người già thì cái nhu cầu hấp thụ và bổ sung canxi rất là nhiều lớn, nên là dòng Ecotas 6 này giữ lại canxi khoáng chất sau lọc nên là rất là tốt và em nghĩ là phù hợp với cả gia đình mình đấy ạ. Thế mà nếu mà mình mua có lắp được trong ngày không anh? À được anh ạ, nếu anh có anh muốn lắp đặt luôn thì anh vào đây cho em xin thông tin thì em sẽ lên đơn và kỹ thuật bên em sẽ sang lắp luôn cho mình trong ngày hôm nay anh nhé. Vâng, em mời anh ạ.